Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Gần đây thì Việt Nam đã bị cái dịch bệnh Covid hoành hành hết sức là mạnh mẽ, và cái ngành hàng không rồi ngành du lịch và rất nhiều ngành khác bị tác động rất lớn. Thì có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến ngành hàng không, xem liệu có cơ hội ở trong ngành này hay không. Thì hôm nay tôi cùng với bạn Hà Giang, CEO của công ty DTP Investment, sẽ cùng nhau là định giá cổ phiếu dịch vụ hàng hóa Sài Gòn SCS trong cái clip thứ 18/69 clip này. Thì cổ phiếu SCS là một cổ phiếu có hiệu quả kinh doanh rất cao và ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thì sau đây thì xin mời bạn Hà Giang sẽ trình bày với quý vị và các bạn về cái phân tích và định giá cái cổ phiếu này. Xin mời Giang. Em cảm ơn anh Phủ ạ. Hôm nay em xin phép trình bày về công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với mã cổ phiếu là SCS ạ. Về nội dung bài phân tích của em hôm nay cũng sẽ gồm có 4 phần chính. Thứ nhất là về tổng quan ngành, thứ hai là về doanh nghiệp, thứ ba lợi thế cạnh tranh, và cuối cùng là đánh giá tài chính và định giá. Đầu tiên thì em xin phép nói qua về tổng quan ngành hàng không, mà ở đây cụ thể là về ngành vận chuyển hàng hóa thông quan qua hàng không. Đầu tiên thì em cũng muốn điểm qua bởi cái nét về hàng không thế giới. Thì cũng mọi người đã biết là dịch Covid-19 đã hoành hành và đã khiến cho ngành hàng không thế giới đã bị lao đao trong khoảng thời gian vừa rồi, đặc biệt là ngành hàng không vận chuyển hành khách du lịch. Đối với ngành vận chuyển hàng hóa cũng bị hit, nhưng mà nó không bị hit nhiều như ngành vận chuyển hành khách du lịch bởi vì những lý do sau. Thứ nhất thì máy bay chở hàng là cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, bởi vì máy bay chở hàng có thể vận chuyển được thuốc thang cũng như các thiết bị vật tư y tế. Cho nên trong cái khoảng thời gian này thì Việt Nam cũng như các quốc gia khác vẫn để cho các máy bay chở hàng này hạ cánh tại sân bay của mình. Tiếp theo là về các hãng hàng không đã nỗ lực duy trì công suất hàng hóa dù nhu cầu di chuyển hàng không khá là thấp. Bình thường thì khoảng 80% công suất hàng hóa là sẽ được di chuyển trên các tàu bay chở khách. Tuy nhiên là do dịch Covid cũng như do cái nhu cầu di chuyển hàng không bị tụt xuống thấp, cho nên cái khối lượng hàng hóa đã bị hít rất là nhiều. Đấy, cho nên một vài hãng hàng không đã tận dụng bằng cách là để tất cả những cái máy bay chở khách của mình chở 100% hàng hóa. Bên cạnh đấy thì cái mức giá nhiên liệu trong khoảng thời gian Covid này đã giảm mạnh xuống như thế này, như cái chart này, cho nên đã phần nào hỗ trợ mức tăng công suất hàng hóa. Theo số liệu thống kê thì công suất vận tải hàng hóa tại khu vực châu Á Thái Bình Dương có tín hiệu tăng trong quý 1/2020 so với cùng kỳ. Tuy nhiên công suất hàng hóa hàng không toàn cầu đã giảm so với trước dịch Covid-19. Nói cụ thể về Việt Nam thì ngành vận chuyển hàng hóa hàng không Việt Nam dự kiến tăng 15.5% trong giai đoạn 10 năm sau, từ 2020 đến 2030 theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ mức thu nhập gia tăng và hoạt động xuất nhập khẩu. Mọi người cần lưu ý rằng là cái thu nhập bình quân gia đình của mỗi một hộ gia đình Việt Nam đều đang tăng cao, và điều này có thể góp phần nào để thúc đẩy được cái số lượng hàng hóa thông quan qua hàng không. Thứ hai là về làn sóng FDI đổ vào Việt Nam sẽ là tấm đệm cho sự tăng trưởng thông quan hàng hóa. Như mọi người đã biết thì cái linh kiện điện tử, điện thoại di động và máy tính có mức đóng góp đáng kể cho tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam trong vài năm qua. Thì đây phần lớn là hoàn toàn là sản phẩm của những doanh nghiệp nước ngoài với dòng vốn FDI. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 15.67 tỷ USD, giảm so với cùng kỳ 2019. Cái này thì nguyên nhân khách quan là do dịch Covid. Tuy nhiên trong một cái khảo sát gần đây của Moody thì hơn 80% nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin vào nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi sau dịch Covid. Cho nên Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến cho dòng vốn nước ngoài đổ vào. Tiếp theo thì về câu chuyện di chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như câu chuyện Trung Quốc cộng một, bởi vì những nguyên nhân như chiến tranh thương mại Mỹ Trung cũng như là do dịch Covid này, một vài doanh nghiệp nước ngoài đã nghĩ đến việc là di chuyển nhà máy của họ sang một quốc gia thứ ba khác, và Việt Nam đang được nằm trong cái list đấy. Tuy nhiên để nói về chuyện là Việt Nam có thể thay thế được Trung Quốc không, hoặc là kiểu để khoảng thời gian để doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhà máy họ sang Việt Nam, thì đó là một câu chuyện khá là dài. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn kỳ vọng vào câu chuyện này. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng là sau mỗi một cú sốc kinh tế thì ngành hàng không Việt Nam sẽ tăng trưởng bứt phá trong 2 năm sau đấy, để bù đắp lại phần tăng trưởng âm trong cái năm bị hit bởi dịch hoặc hit bởi kinh tế như thế. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là trong giai đoạn 2021-2022, ngành hàng không Việt Nam sẽ tăng trưởng lại trở lại được để bù đắp đi phần tăng trưởng âm trong 2020. Tiếp theo tôi xin phép nói về doanh nghiệp SCS. Về cái phần này thì chúng tôi muốn nói về thứ nhất là quản trị, thứ hai lợi thế cạnh tranh, và cuối cùng là đánh giá tài chính và định giá. Về quản trị
Bạn có thể thấy rằng cơ cấu cổ đông của SCS nó khá là cô đặc về ba cổ đông lớn. Có thể nói rằng là cái cơ cấu cổ đông như thế này sẽ là xương sống của SCS, bởi vì cổ đông lớn đóng góp rất nhiều cho cái hoạt động kinh doanh của SCS. Ví dụ như ACV thì sẽ hỗ trợ SCS trong việc xin giấy phép hoạt động hàng ngày, và đặc biệt là về kế hoạch mở rộng của sân bay quốc tế Long Thành thì có khả năng rằng SCS có thể tham gia được vào dự án. Temadep thì không phải là một cái tên xa lạ gì cho ngành logistics. Thực tế thì SCS cũng là một mắt xích trong cái chuỗi logistics của Temadep. A41 thì cung cấp cho SCS quỹ đất 14.3 ha nơi đặt nhà ga hàng không của SCS và các mảng kinh doanh khác. Và lãnh đạo của SCS thì hầu như toàn là những người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, đều là những người lão làng trong ngành này rồi. Tiếp theo về lợi thế cạnh tranh, SCS có những lợi thế cạnh tranh như sau. Đầu tiên, rào cản ra nhà ngành khó do không còn đất nữa tại Tân Sơn Nhất. Thực tế rằng xung quanh Tân Sơn Nhất thì không còn đất đủ, một mảnh đất nào đủ rộng để có thể bất kỳ một doanh nghiệp nào đấy nhảy vào để xây một nhà ga hàng hóa tại đấy cả. Thứ hai là tại Tân Sơn Nhất chỉ có hai công ty độc quyền, đấy là SCS và TCS, hay nói một cách khác là đối thủ cạnh tranh của SCS chỉ có là TCS thôi. TCS là công ty con của Vietnam Airlines, thì TCS hiện tại đã hoạt động full công suất rồi và không có dư địa đất nào để có thể tăng trưởng thêm được nữa. Nếu muốn tăng trưởng thêm thì chỉ có thể xây tầng cho nhà ga thêm, thì cũng chỉ thêm được 10-20% công suất hiện tại thôi. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải lưu ý rằng là do TCS là công ty con của Vietnam Airlines cho nên cũng được hưởng hàng hóa thông quan qua Vietnam Airlines hoặc là từ những đối tác của Vietnam Airlines nữa. Nhưng mà đối với mảng hàng hóa quốc tế, khi mà có nhiều hãng hàng không quốc tế tham gia vào thì SCS ngày càng thể hiện được sức cạnh tranh mạnh mẽ của mình. Hiện tại thì SCS mới hoạt động với công suất khoảng 170.000 tấn trên công suất thiết kế 200.000 tấn và có thể mở rộng lên 250.000 tấn. Thế cạnh tranh thứ ba đấy là việc mở rộng rất dễ dàng và không thâm dụng vốn. Đối với ngành này thì đặc thù của nó là muốn mở rộng chỉ cần lắp thêm máy móc hoặc là xây thêm tầng đơn giản như thế thôi là có thể mở rộng được công suất rồi, không cần vốn quá nhiều. Tiếp theo về lợi thế công nghệ, SCS có hệ thống kho chứa nhiều tầng với hệ thống quét TX lớn, khả năng chuyên môn cao của ban lãnh đạo có thể đáp ứng được các quy định chặt chẽ trong ngành hàng không. Và đặc biệt như nãy tôi nói rằng là ban lãnh đạo có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, cũng như là họ đã làm việc trong các doanh nghiệp khác làm trong logistics, cho nên là mối quan hệ với hàng không của họ rất là tốt. Về đánh giá tình hình hoạt động của SCS như sau. SCS có 3 mảng kinh doanh chính. Thứ nhất là khai thác nhà ga hàng hóa, thứ ba là cho thuê sân đậu máy bay, và cuối cùng là cho thuê văn phòng, sân bóng và bãi giữ xe. Hoạt động khai thác nhà ga hàng hóa chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu và lợi nhuận trên 90%, nên đây được gọi là mảng core của doanh nghiệp. Số lượng hàng hóa thông quan 7 tháng 2020 có giảm nhẹ so với 7 tháng 2019 do tác động từ dịch Covid-19. Tuy nhiên đây chỉ là giảm nhẹ thôi, không quá đáng lo. Phí dịch vụ trung bình trong 7 tháng không thay đổi gì so với cùng kỳ năm trước. Về hoạt động cho thuê sân đậu máy bay thì ACV là khách hàng duy nhất của SCS. Đây là hoạt động mà doanh thu được ghi nhận cố định theo hợp đồng với ACV. Theo đó thì tổng doanh thu trong 10 năm theo cái hợp đồng từ tháng 2010 đến tháng 2020 là 90,4 tỷ đồng. Thì cái 90,4 tỷ đồng thì SCS sẽ ghi nhận phân bổ dần dần trong 10 năm, mỗi năm khoảng hơn 7 tỷ. Đặc biệt là tại vì là cái hợp đồng này đã hết hạn từ tháng 2020 và do dịch Covid cho nên là SCS và ACV vẫn chưa thương thảo được hợp đồng mới. Cho nên là trong năm 2020, SCS chưa ký mới hợp đồng và cũng chưa ghi nhận doanh thu. Trong khi đấy, doanh nghiệp đã ghi nhận chi phí rồi. Về mảng cho thuê văn phòng, sân bóng và bãi giữ xe, đây là những mảng chiếm tỷ trọng không đáng kể. Ví dụ như là cho thuê sân bóng thì doanh thu một ngày là 10 triệu đồng một ngày thôi, còn bãi giữ xe là 1 triệu rưỡi một xe buýt một tháng, không đáng kể trong tổng doanh thu lợi nhuận của SCS. Tiếp theo tôi xin phép đánh giá về tài chính của SCS. Về sức khỏe tài chính thì rất là vững mạnh. Mình có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây nhá là không hề có nợ. Đây là một điều rất là đáng ấn tượng. Tiếp theo là về chiếm dụng vốn rất là tốt. Quý 2020 là chiếm dụng vốn gần 150%, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao và khá là đều đặn, rất là đều đặn. Dòng tiền rất tốt, tiền hoạt động kinh doanh lớn và dương, lại chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền hoạt động đầu tư khá là nhỏ, chủ yếu cho Zemadev vay trước khi khấu trừ cổ tức, và tiền tài chính âm ngày càng lớn do trả cổ tức ngày càng cao. Lợi suất cổ tức của S sẽ đạt khoảng 6-7% một năm. Về kết quả kinh doanh hiệu quả và khả năng sinh lời, như tôi đã nói là do dịch Covid cho nên là doanh thu, lợi nhuận một và lợi nhuận dòng đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung thì kết quả kinh doanh vẫn rất là lạc quan. Kết quả kinh doanh của SCS sẽ trở lại mạnh mẽ ngay sau dịch Covid được khống chế, và chúng tôi kỳ vọng rằng 2021 sẽ vượt kết quả kinh doanh của 2019. Biên lợi nhuận ngùa và biên lợi nhuận dòng đều rất là ấn tượng, nằm ở mức 70-80%. ROE thì luôn luôn duy trì được mức mọi người thấy là hơn 50%, đấy là một mức rất là tuyệt vời ạ.
6 tháng 2020 ROE giảm nhẹ trong kỳ do biên lợi nhuận sụt giảm. Nhưng mà nhìn chung bức tranh toàn thể thì kết quả kinh doanh, hiệu quả và khả năng sinh lời rất là tốt, rất là khả quan. Từ những điều trên thì chúng tôi đánh giá SCS là một doanh nghiệp, thứ nhất, nó kinh doanh trong một ngành ít cạnh tranh, có nguồn tiềm năng tăng trưởng rất là lớn, tối đa gấp 2 lần hiện tại. Doanh nghiệp lại có lợi thế cạnh tranh mạnh, hiệu quả sinh lời rất cao với ROE trên 50%, không nợ, tiền mặt lớn có thể trả cổ tức lớn hơn, cũng như ứng phó với mọi khó khăn tốt nhất và mở rộng nhanh khi cần. Tóm lại, đây là một doanh nghiệp đáng để các nhà đầu tư mua vào, và đây đúng là doanh nghiệp theo đúng đầu tư theo giá trị. Về định giá thì tôi định giá dựa theo những giả định như sau. Đầu tiên là theo WTO thì khối lượng giao dịch toàn cầu năm 2020 dự kiến giảm 13% so với cùng kỳ trong kịch bản tích cực và giảm 32% so với cùng kỳ trong kịch bản tiêu cực. Tôi giả định sản lượng hàng hóa quốc tế của SCS giảm 5% trong năm 2020, tích cực hơn so với WTO bởi vì SCS có lợi thế cạnh tranh rất là mạnh ở Việt Nam. Sản lượng hàng hóa nội địa giữ nguyên so với 2019. Năm 2021, chúng tôi kỳ vọng dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn, giả định lượng hàng hóa quốc tế tăng 8%, hàng hóa trong nước tăng nhẹ 1%. Giá dịch vụ trung bình tôi cho rằng là nó vẫn sẽ giữ nguyên, và ghi nhận doanh thu từ cho thuê sơ đồ máy bay sẽ bắt đầu ghi nhận từ quý 1 2021 khi dịch Covid đã được kiểm soát hoàn toàn. Tiếp theo là SCS vẫn chưa full công suất. Hiện tại thì công suất thiết kế là 200.000 tấn một năm và hiện tại thì mới hoạt động khoảng 80% công suất thôi, và kỳ vọng xây dựng tăng thêm công suất từ cuối năm 2021. Câu chuyện EVFTA sẽ giúp cho số lượng hàng hóa thông quan Việt Nam nói chung và SCS nói riêng sẽ tăng lên trong những năm sau. Cuối cùng là về mức lương cơ sở, bởi vì là cái chi phí của SCS có hai chi phí lớn nhất, đó là chi phí nhân công và chi phí khấu hao. Chi phí nhân công chiếm khoảng 40% tổng chi phí của cả doanh nghiệp, cho nên đây là một cái chi phí mà doanh nghiệp sẽ cân đong đếm khá là nhiều. Tuy nhiên thì tôi kỳ vọng mức lương cơ sở không tăng nhanh và không gây áp lực nhiều đến chi phí nhân công. Mức lương cơ sở năm 2020 đã tăng lên từ 1.9 triệu lên 1.6 triệu đồng một tháng. Mức tăng lương cơ sở nó không tăng nhanh và mức tăng của doanh thu SCS, doanh thu của doanh nghiệp này vẫn rất là tốt. Từ những giả định trên thì tôi dự báo kết quả kinh doanh của SCS như sau. Doanh thu năm 2020 đạt gần 750 tỷ, 2021 đạt 808 tỷ. Lợi nhuận gộp 2020 đạt 530 tỷ, 2021 đạt 575 tỷ. Lợi nhuận dòng đạt năm 2020 đạt 470, 2021 đạt 520 tỷ. EPS forward năm 2020 đạt 9.36 nghìn đồng một cổ phiếu, 2021 đạt 10.36 nghìn đồng một cổ phiếu. PE forward 2020 tôi cho rằng là 12 lần, 2021 là 12.5 lần. Và hiện tại thì giá trị hợp lý của SCS theo phương pháp PE và chiết khấu cổ tức là 146.500 đồng một cổ phiếu, và một cổ phiếu nên mua đang được định giá tốt trên thị trường. Bài phân tích của tôi đây là, bài trình bày tôi đây là hết. Cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã lắng nghe. Và chúng ta có khi cùng trao đổi với nhau thêm một chút nữa được không Giang? Vâng ạ. Ok, thế thì về cái công suất của SCS thì như Giang có trao đổi là chưa hoạt động full công suất đúng không? Thì công suất tối đa của nó có thể nâng lên là bao nhiêu? Công suất tối đa của nó có thể nâng lên khoảng 350.000 đúng không? Ok, thế cái việc mở công suất như vậy khi mà có cầu tăng lên thì có đơn giản không? Cái việc mở rộng công suất này khá là đơn giản, nó chỉ cần lắp ráp thêm máy móc và thêm máy móc là được. Ok, thế về cái chi phí để đầu tư mở rộng thì có yêu cầu phải lớn không? Đối với cái doanh nghiệp này? Doanh nghiệp này không ạ. Ok. Vậy thì cổ tức các năm tới thì kỳ vọng có thể đạt khoảng mấy nghìn một cổ nhỉ? Em kỳ vọng 2020-2021 sẽ đạt cổ tức là 80%. À ok, khoảng 8.000 đồng đúng không ạ? Như vậy với giá khoảng độ bây giờ khoảng 115 đúng không ạ? 8.000 đồng thì tức là lợi suất cũng đâu đó cũng khoảng độ sấp xỉ 7% đúng không ạ? Thì đây cũng là một mức lợi suất cao. Thế trong khi mà SCS thì vẫn còn cái tiềm năng tăng trưởng đúng không? Thì Giang có thể dự báo xem là cái tiềm năng tăng trưởng của SCS thì có thể đạt khoảng bao nhiêu phần trăm một năm trong vòng 5 năm tới chẳng hạn? Em nghĩ rằng tiềm năng tăng trưởng của nó thì trong vòng 5 năm tới thì một năm có thể đạt khoảng 10-12%. Ok, 10-12% đúng không? Bởi vì ở Tân Sơn Nhất thì như đã thấy đó là cái con TCS thì về cơ bản là nó không còn có thể mở rộng thêm công suất đáng kể nữa đúng không? Full công suất. Thì bây giờ mọi thứ thì nếu công suất, nếu FDI đầu tư mạnh, cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhiều thì về cơ bản là SCS sẽ được hưởng lợi và tăng trưởng mạnh hơn. Thêm một điều nữa thì trong cái chú ý Giang có đưa ra đó là TCS là công ty con của hàng không Việt Nam đúng không? Đó. Chính vì vậy thành ra SCS rất có lợi. Vừa là con của ACV là cái công ty quản lý các cái cảng hàng không đúng không? Lớn. Lại còn không phải là liên quan đến cái thằng hàng không Việt Nam.
Chính vì thế những cái hãng hàng không cạnh tranh với hàng không Việt Nam có khi là họ sẽ lựa chọn SCS mạnh hơn, đúng không? Bên cạnh đó thì như Giang có chia sẻ một cái điều rất đáng chú ý, đó là Z Mandep là một cái cổ đông rất lớn của SCS. Thì rõ ràng Z Mandep thì như chúng tôi đã có cái trao đổi trong ở cái clip thứ 16, đó là việc Z Mandep có được cái hệ thống logistics khép kín và rộng khắp Việt Nam, trải dài khắp các cái cảng, từ cảng biển đến cảng hàng không, rồi là các cái DC vân vân, rồi thậm chí là các cái công ty vận tải vận chuyển của Z Mandep cũng rất mạnh. Quý vị và các bạn khi đến các cái sân bay của Tân Sơn Nhất hay là sân bay Nội Bài có thể thấy rất nhiều các cái container có chữ Z Mandep, thì bởi vì cái công ty này một công ty thực sự mạnh trong cái lĩnh vực này. Đó là một trong những cái lợi thế cũng rất mạnh của SCS, mà không phải một ông nào mới nhảy vào là được, đúng không? Khi họ nhảy vào mà họ lại không có hệ thống logistics thì rõ ràng chi phí họ rất cao. Kể cả còn đất ở Tân Sơn Nhất thì chăng nữa thì họ cuối cùng họ cũng không thể chiếm lĩnh được thị phần. Đó. Hơn nữa là như Giang đã trình bày, không còn cái cơ sở nữa để cho các doanh nghiệp khác nhảy vào, và SCS thực sự có lợi thế rất tốt. Và như Giang có trình bày là nhìn vào cái tài chính của SCS có thể thấy nó quá khỏe cơ. Tức là doanh nghiệp này có thể tăng trưởng rất tốt mà không cần phải thêm vốn. Chính vì thế cho nên nợ vay của nó cũng về cái mức không đồng rất tốt ạ. Đúng không ạ? Và biên lợi nhuận của cái doanh nghiệp này thực sự cao, bởi vì chi phí của nó chỉ đến từ hai cái phần chính. Một là liên quan đến nhân công, đúng không ạ? Đó, nhân công và một số cái yếu tố khác thì cái biên lợi nhuận rất cao. Thì như Giang đã có đưa ra cái định giá về PE và định giá về chiết khấu cổ tức để ra 146.500 đồng, thì tức là so với cái mức giá hiện nay khoảng 115.000 thì cái mức này vẫn đã chiết khấu đâu đó khoảng hơn 20% một chút. Thì cái cổ phiếu SCS này thì AZFIN cũng như là bên công ty do Giang làm CEO thì cũng đánh giá rất là cao trong cái việc là có thể đầu tư dài hạn. Thì quý vị và các bạn có thể quan tâm đến cái ngành hàng không này thì hãy chú ý đến cái cổ phiếu SCS này. Và tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý rằng cái cổ phiếu SCS này cũng có một số cái yếu tố mà cần chú ý, đó là thứ nhất là thanh khoản của nó thì không thực sự được cao, đúng không ạ? Thứ hai là tốc độ tăng trưởng của nó thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng nó tăng trưởng quá nhanh được, bởi vì nó cũng dính một cái là cái cảng hàng không Tân Sơn Nhất thì về cơ bản là hoạt động những năm vừa qua công suất nó cũng rất là cao rồi, thì tất nhiên là vẫn có thể mở thêm hoặc là thay thế, nhưng mà cái việc đó thì cũng là một phần cản trở đối với cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của SCS. Đó, có một số cái chú ý ở trên cái bảng báo cáo tài chính là SCS thì có cho Z-Mandep vay một số lượng tiền đó, thì Giang có đánh giá cái này thế nào? Cái này nó không đáng rủi ro đâu anh ạ. Nó chỉ cho vay một số lượng cổ trưởng cổ tức, nó trả cổ tức lại cho Z-Mandep. À, tức là Z-Mandep là cổ đông lớn đúng không? Thì do đó là nó có thể ứng trường tiền trước cho Z-Mandep vay một cái khoản nào đó, rồi đến kỳ hạn trả cổ tức thì lại bù trừ. Thế là cuối cùng thành hết đúng không? Ok, thế thì hơn nữa thì như Giang cũng đang cung cấp cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của cái doanh nghiệp này rất tốt. Kể cả có cái khoản cho vay Z-Mandep đi chăng nữa thì tỷ lệ chiếm dụng vốn 6 tháng 2020 lên đến 150%. Tức là chúng ta hiểu như này, SCS bị người khác chiếm dụng mất 1 đồng thì nó sẽ chiếm dụng được của người khác 1,5 đồng. Thế do đó chính vì đấy cho nên cũng là một trong những điều kiện rất tốt để SCS có thể hoạt động mà không cần nhiều vốn, đúng không ạ? Vốn vay về không mà vẫn tăng trưởng được ROE lên đến 50%. Đó, thì trên đây là những cái trình bày của bạn Giang, CEO của DTP Investment về cái cổ phiếu SCS. Thì nếu quý vị và các bạn có quan tâm thêm đến cổ phiếu này thì hãy vui lòng comment ở phía dưới, hoặc là quý vị và các bạn có thể quan tâm đến thêm những cái cổ phiếu nào khác mà có đặc điểm cơ bản tốt và có cái thanh khoản cũng khá một chút, thì chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc để hỗ trợ quý vị và các bạn trong cái việc định giá này. Thì trên đây là những trình bày của chúng tôi. Xin cảm ơn Giang nhé. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những cái nội dung tiếp theo. Xin chào.